Thưa quý vị, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là tình trạng sử dụng hóa chất trong các sản phẩm làm đẹp, thuốc uốn, ép, nhuộm đã gây tổn hại cho mái tóc và da đầu. Và dù là nguyên nhân nào thì việc tóc gãy rụng sơ rối cũng gây mất thẩm mỹ. Vậy làm thế nào để lựa chọn được những sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp và an toàn vẫn luôn là câu hỏi được đặt ra cho rất nhiều người. Nhìn mái tóc suôn mượt, khỏe mạnh dài ngang lưng, ít ai biết được trước đây chị Thu đã gặp phải tình trạng tóc khô sơ, gãy rụng. Thường xuyên bị ngứa đầu, chị từng sử dụng nhiều các loại dầu gội, tuy nhiên kết quả không như mong đợi, thậm chí từng bị dị ứng với một số thành phần hóa chất trong dầu gội sử dụng. Da đầu mình hay bị ngứa, tóc bị sơ và cũng hay bị dị ứng bởi vì trước đấy mình dùng khá nhiều sản phẩm khác nhau. Mình cũng có tìm hiểu và biết đến dầu gội thảo dược Thanh Mộc Hương. Mình dùng thử một thời gian thì thấy da đầu không còn bị ngứa như trước nữa, tóc cũng mềm mượt hơn và tình trạng rụng tóc cũng cải thiện rất là rõ rệt. Mình thấy sản phẩm khá phù hợp với mình. Theo thống kê của Viện Da liễu Quốc gia Việt Nam gần đây, những người bị rụng tóc ở cả nam và nữ giới sau tuổi 30 chiếm khoảng 30%, và cứ 2 người trên 50 thì có một người mắc phải tình trạng này. Bởi hiện nay, các phương pháp hỗ trợ được người dùng sử dụng tràn lan. Điều này khiến rất nhiều người không thể trọn vẹn được cả hai yếu tố, vừa an toàn, vừa nhanh chóng hiệu quả. Đây là một vấn đề mà gặp khá là nhiều tại phòng khám da liễu hiện nay. Đấy, đấy, do các bạn ấy lựa chọn những cái dầu gội có tính chất là tẩy rửa nhiều này, rồi lạm dụng các cái phương pháp làm tóc bằng các hóa chất tẩy rửa nhiều, cho nên là gây ra cái tình trạng bệnh lý về da đầu và bệnh lý về tóc, tóc gãy rụng hoặc là nấm hoặc là viêm da đầu hoặc là viêm nang lông, viêm chân tóc rất là nhiều. Các loại dầu gội mà mọi người hay sử dụng ấy thì thường chứa các thành phần là các hóa chất có tính chất là tẩy mạnh, cho nên là gây ra các cái tình trạng hay bị kích ứng và bệnh lý trên da đầu và tóc. Cũng theo chuyên gia, với ưu điểm an toàn đem lại hiệu quả lâu dài, các loại thảo dược tự nhiên hiện đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn, không chỉ ở phái nữ mà còn ở cả nam giới. Nhiều loại thảo dược thiên nhiên có tác dụng chăm sóc tóc tốt như tinh dầu bưởi, bồ kết, hương nhu đã được Việt Nam tận dụng hiệu quả trong các sản phẩm dầu gội thảo dược. Bưởi, hương nhu hay là bồ kết thì đây là những cái thành phần mà được sử dụng được khá là lâu đời cho đến bây giờ. Và đây là ba cái thành phần rất là lành tính và hầu như không có cái tình trạng dị ứng kích ứng gì. Bởi vì sao? Bởi vì bưởi, hương nhu hay bồ kết thì cái bản chất nó chứa cái saponin, nó rất là tốt cho cái nền da đầu của mình cũng như là nang lông chân tóc. Bởi vì nó kháng khuẩn, kháng viêm và hỗ trợ cho cái chân tóc của mình nó khỏe hơn rất là nhiều. Đấy vì sao? Cho nên là đấy là một cái nguyên nhân vì sao mà bưởi, hương nhu hay bồ kết thì được các chị em phụ nữ từ xa xưa đến bây giờ được áp dụng rất là nhiều, được sử dụng rất là nhiều, tạo nên một cái mái tóc khỏe, một cái nền da đầu là hạn chế cái tình trạng bệnh lý trên nền da đầu. Các thành phần bồ kết này, bưởi, hương nhu có trong dầu gội Thanh Mộc Hương này thì tôi đánh giá là khá là an toàn và hiệu quả để giải quyết các vấn đề về bệnh lý trên da đầu, giúp tóc hạn chế khô sơ, gãy rụng. Chất xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, với công thức chuyên biệt, dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, các loại sản phẩm dầu gội thảo dược tự nhiên này đang đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ tóc lâu dài, an toàn tới sức khỏe người dùng.